Xin chào các bác. Hôm nay em có hai con nọc đều nâng cấp và thu lại cho của bác khách, thì muốn đăng lên video để bán lại cho các bác. Đây là con nọc DBX1231, hàng xịn các bác nhá, hàng DBX 2 nguồn, và hàng này là hàng đời xịn. Các bác nhìn hàng xịn ý, thì con dơ neng này của nó là da ban này. Đấy, đây là hàng xịn. Và các bác nhìn cái máy này thì biết. Bác nào mà thường xuyên xem ở trên YouTube thì sẽ biết con này nó là hàng xịn. Đây là con 1231. Con này hoạt động bình thường, hoạt động hoàn hảo, em đã test rồi các bác nhá, đã test rồi, hoạt động bình thường hoàn hảo. Con này thì giá em thu lại là 1,7 triệu. Đấy, thì em để lại cho bác với giá là 1,7 triệu. Thì 1,7 triệu là không có dây rắc ở đâu các bác nhá. Có dây nguồn thôi, tặng các bác cái dây nguồn thôi. Và đóng hàng cho các bác, tiền phí vận chuyển các bác chịu. 1,7 triệu con 1231. Còn đây là con ESS. Có mã là 2331. Đấy, thì con ESS này đằng trước nó có hai con ốc ấy. Nếu mà muốn xoáy xem ruột thì nó phải rách cái giấy này ra một tí. Các bác nhá. Đấy, rách cái giấy ra này. Con này thì ngày trước này em bán, con này ngày trước là bán là 3 triệu. Đấy, con này ngày trước 3 triệu thì bác cũng dùng cũng được 5 rồi, 5 hơn 5 rồi đấy. Con này thì chất lắm, con này thì máy đẹp, chất và đời, nó hàng rất là xịn sò. Đấy. Rất là xịn luôn. Hai vỉ, các bác cũng nhìn hai vỉ. Các bác nhìn tụ này em biết là nó xịn như thế nào rồi, đời cao, xịn. Con này thì em thanh lý lại là 1 triệu 9. Đấy, 1 triệu 9. Vẫn hoạt động bình thường hoàn hảo. Thì bác nào lấy thì em để lại cho các bác giá như vậy, và các bác chịu phí vận chuyển nhé. Có hai con thôi, không còn nhiều. Rồi. Thì em cũng nên cái video ngắn ngắn lên cho các bác. Bác nào mà nhìn thấy phù hợp với bộ dàn nhà mình thì sử dụng. Con này thì có đèn nháy. Con 1231 này thì không có. Vẫn hoạt động hoàn hảo nhá. Zin nguyên 100% và hoạt động hoàn hảo.